cúi đầu lại Đức Thế Tôn. Con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vỗ xô, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện thì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ. Món là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng.
mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về cõi lối triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay bằng, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chân khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh anh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hai. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, và khiên dấu nặng ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội kiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng.
tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chí thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương. Chư Phật cùng thánh hiền tăng, dẫn đầu đánh lễ trái bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bởi nhớ. Thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Huống chi mạng sống vô tri, như đường trường gió trường kỳ lung lay. Thở ra chẳng hít vào thai, tâm thân tự đại cũng tài đất trôi. Quả báo không liệt tam đồ, một mình chịu ai lo mình. Tiền tài sự nghiệp linh đình, cũng không thể đổi tội tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường. Đến nay mau chớ nên ngu dại tự hào, trong đời hiện tại ta nào làm sai. Cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên. Biết đâu tội lỗi oan thiên, đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan. Nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu. Giấu ai giấu được mình đâu, càng ham che giấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh. Chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che. Nay còn phát một lời thề, không còn che giấu u mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm, mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh.
Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính. Đề đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ba độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì mua tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. À con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tìm con lại dâm đầu ăn ấy nắng. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ con. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, tiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai.
hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chất, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoàng gió năm cái mà ra, hoàng gió năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bại lậu khó kham, hoặc do bại sử như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm oan, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật nghĩ tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nặng nhào tử sinh, mười sáu tri kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngục hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư, một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tâm sâu rộng đàn nhập tâm, ta oai ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức
cao dày pha môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn bà số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thông khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thế làm mờ trăng sao anh sao ba la mật hạnh cao sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm mơ chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bảy số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan ngồi hoa thanh tịnh yên bàn tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thế tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông anh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh mười tám bất cộng hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ thai nguyện dù ở tại ta ba cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn nay con đảnh lễ Phật rồi xin sám hối việc muôn đời lâu xa nguyện rời ác hữu chúng ma dựng xây cuộc sống an hòa tương lai tiêu trừ nghiệp án lâu dài thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện làm người dù bậc thánh hiền cũng vương lầm lối ưu phiền đôi khi cũng do tập quán hành vi cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng thánh còn tu chẳng dễ dàng phàm phu dám hỏi cương cường đường ru các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai kẻ ngu nào có biển hay lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng triền miên như cá sông hằng chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai phá tâm hổ thẹn sớm mai triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn thiên
cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thanh. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao ai một mai hơi thở không vào. Bốn đại tan rã khi nào phục hồi, nếu không gặp Phật ra đời cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn nướng sâu đàn hiểm hố hang bữa pháo, lỗi lầm tạo tới chân nào luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai tự nghĩ đời ta tuy gặp Phật pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày ý lời phân dạy mà dạy công tu anh. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mãn công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đau dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dài khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên chư Phật Bồ Tát hiền. Con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sợ khi địa ngục xa chân chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nâu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oan. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uống gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Chiêm vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cánh cửa bàn che xương anh.
người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai, biết thân đã tạo nghiệp sai, sám cầu sám hối nhẹ bài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công, này còn sám tự đáy lòng, thân cầu Phật thanh thay động chứng minh, ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thâm Phần. Nam mô Văn Vương Phần. Nam mô Công Đức Phần. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phần. Nam mô Văn Thần Vương Phần. Nam mô Đại Công Đức Phần. Nam mô Đại Tu Di Phần. Nam mô Hàng Phục Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam, tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não thần phá phát nghiệp sân, vô minh nên tạo vô thần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn kính chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần, học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngà tâm tánh hung hăng, ngà luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai, u mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp đời tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, sám hối thanh hiền chư tôn, con nguyện chẳng dám mỏi mòn, đê đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đất Đại Thế Chí Nam mô Không Tàng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Thật Thình Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Vô Tận Ý Phật. Đế Đạo Sám Lại Hồng Danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phai nhạc lòng, dập đầu lại đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Nam mô Vô Cấu Quang Phật. Nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật. Nam mô Vô Cấu Nguyện Tràng Xưng Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Thượng Phật. Nam mô Bồ Nam mô Viện Lý Chư Uy Kinh Bồ Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật. Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội tự y nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiện y như ba ngục trói xiềm thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực
là thù chúng, sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Khi tâm quy tận hư không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương. Chi tâm quy tận hư không khắp pháp giới, tôn pháp thường trú mười phương. Chi tâm quy tận hư không khắp pháp giới, quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sống ngàn trùng, mà đại dương khổ đạo mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên ngay. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật, đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phán nguyện, bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi
ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vạn sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới. Ba nhà ba la mật đa tâm kinh quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao. Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đạo đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng, các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì, không sợ ai viên lý điên đạo, xa lìa mong tướng đau niên bàn, ba đời chư Phật thương làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mận thường chân đăng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề, thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trưởng thầy khổ không phải nên tin chẳng xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tân thì nói chủ yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà hăng yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường, nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quan âm độ, nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện được
trí tuệ đẳng tướng hảo, nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngồi.